Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy khối quý 2 năm 2023 mở rộng. Hội nghị lần này trao đổi chuyên đề tình hình Biển Đông thời gian qua, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, trong đó thông tin đến các đại biểu tham dự những diễn biến mới về tình hình Biển Đông qua thời gian gần đây, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, dự báo tình hình Biển Đông, quan điểm chủ trương, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay, quán triệt quan điểm của Đảng, đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước, giữ vững quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước vùng lãnh thổ, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn